Ok, hôm nay review phòng VIP của Bellagio. Trên này thì có số hiệu phòng, trên này thì có Do Not Disturb. Nhưng mà đèn bên này thì nổi lên là có nghĩa là mình cho phép người ta gõ cửa hoặc làm phiền. Còn nếu mình ghi cái đó thì họ không được làm phiền mình. Thì mình vô phòng nha. Ok, phòng VIP. Ta có đất gì đó. Bước vô thì có cái chỗ để chìa khóa hoặc là bông rồi này nọ. Đầu tiên là cái toilet cho khách. Đây là phòng, đây là nhà bếp. Đó, nhà bếp mình có những gì nha. Thì bếp đây có rượu. Này là cái thùng để lấy nước đá nè. Trong đó có bịch ni lông, ly uống nước, uống rượu, đồ khui rượu, khui bia. Trong này thì có cái tủ lạnh. Đây tủ lạnh này. Thì tất cả những cái đồ này thì nó có cái sensor, nghĩa là mình đụng đến cái gì thì nó mình tính tiền cái đó nè. Trên này thì quầy snack bar này thì này không có cái gì hết. Ok. Giờ mình đi qua phòng thứ nhất nha. Đây thì có hai ghế để cho mình ngồi uống bia, uống bar nè. Còn đây thì là chỗ mà mình làm việc hoặc là mình nói chuyện với lại lễ tân hay là nói chuyện phòng khác, giao dịch gì đó. Vô phòng ngủ đầu tiên thì sẽ có một cái closet. Đó, cái này để đồ, để vali lên. Xong rồi bên này thì là chỗ rửa mặt, rửa tay. Phòng tắm có thêm cái xông hơi, toilet. Qua bên này, cái đó là chỗ toilet của nữ. Còn bên này thêm một cái nữa. Cái đó là toilet của nam, cái này của nữ. Vì bên này có thêm cái chỗ rửa đó nè. Này gì nữa không? Không có gì hết sau này hết. Trang trí rất là đẹp, tắm bồn. Đó, này có cái tivi nữa thì phải, bấm lên để có cái tivi ha. Ok. Bên này thì có thêm tủ để safe box. Có thêm máy sấy ở dưới nữa kìa. Có cái gối bên trên nữa. Đây, này tivi nè. Mình không có xem tivi, chỗ này là chỗ trang điểm nha. Rồi, ra ngoài này thì có chỗ chỉnh máy lạnh. Bên này là giường ngủ. Đó, quá đẹp luôn. Này thêm một tivi. Giờ mình bước ra ngoài mình xem dưới đây là cái cảnh gì nha. Wow, hiện tại là mình ở lầu 32. Đó, ngoài trước là có cái biển hiệu Bellagio. Thì khách sạn này là khách sạn Bellagio. Đây là như đại lộ 5 thì phải, hay là 15 gì đó. Như là 15. Đi về hướng Cali. Đó là vùng Binh. Xa xa là phi trường. Phi trường bên phía bên này nè. Đó, dưới này là hồ bơi. Ok, zoom 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 vô người ta thấy cái gì không? Ok. Giờ mình qua phòng kế bên nha. Rộng lắm. Nếu mà mình có cái pen ở đây, có cái chỗ ăn uống gia đình đủ cho 2, 4, 6 người. Đây có bộ ghế. Bên này có thêm tivi nữa. Giờ mình qua bên này. Là một cái giường ngủ mới. Chỗ này là ngồi đây tối ngắm cảnh đồ này nọ. Còn đây là giường ngủ. Qua bên này. Cũng là như vậy. Bên này thì không có safe box. Là tủ để tiền hay là đồ dùng nữ trang đồ này nọ quý giá. Cũng có một cái tivi trên này. Phòng tắm đứng có luôn cái xông hơi, toilet. Bên này cũng tương tự, chắc là có lẽ là phòng này. Đây safe box đây. Bên này cũng y chang bên kia, cũng đầy đủ, có máy sấy đồ như này luôn. Qua bên này, nước chảy
nghe nó chảy mà không thấy nó chảy. Wow, cái này nó nóng. Ý, thôi không bật lên, phun ra một cái tiếng hồ luôn. Ok, thì phòng này là cái này chỗ trang điểm cuối tuần rơi vào khoảng 2.500 một đêm. Rồi lần thứ bảy này. Này bên trong casino nè. Wow, chờ động luôn. Người Việt Nam mình nhiều lắm nha. Ở Bellagio thì khi mà mình muốn Uber thì mình phải xuống dưới cầu thang máy hoặc là xuống escalator thang bộ. Đó, xuống dưới này thì có xe Uber đợi mình sẵn ở dưới. Cũng chi tiết cũng rất là dễ. À, thấy không? Uber downstairs. Không chạy đâu được hết. Uber bên này sạch sẽ, thoải mái, thoáng. Này quay cửa xuống nhìn bà con đi bộ nè, đã không? Đông thật, thành phố đây không bao giờ ngủ luôn. Thì mình chạy tới, dưới là mình tới khách sạn Aria, nơi mà shopping lớn. Trên này là chỗ đi bộ nè, có thể đi tàu điện được. Quá đẹp ha. Khánh Mai IV Shopping trong này sáng giờ shop không biết đường về luôn à. Đó. Mình chạy lên trên cái lobby này vô gặp mấy người bạn nha. Bữa nay thì gặp mấy anh em Summer Rally. Bữa nay bữa cuối cho nên là mình tranh thủ ra gặp họ một tí. Giờ lên gặp mọi người đây. It's a lot cooler here than I thought. Đây có thêm mớ xe rally của ai tới nữa nè. Look at that, Bentley. There's a lot of exotics out here. Oh, cool. Okay. Thanks a lot, sir. All right, guys, have fun. Đây, đang đợi đây, chờ đây. Shopping sáng giờ được hai cái vali, trong đó chắc chứa nhiều đồ lắm ở trong đó. Khánh đâu rồi, Mai? Đây là mấy chiếc xe rally nè. Đã không? Này Mỹ họ chơi phân xe đồ xe dữ lắm. Này có chiếc Fiesta hả ta? Ồ, quá đẹp luôn. Xe đồ dữ F8 đồ. Đầy đủ luôn. Wow. Xe Mỹ dáng đẹp thiệt. Quá đẹp, quá đẹp, quá đẹp. Đó. Cái này gì? Kalita rally to the race. Hello anh Đức. Hello, hello, hello. Hello em khỏe không? Em khỏe. Mới gặp tháng tư nhớ không? Dạ anh nhớ. Nhớ ok. Đây mấy chị em mấy anh em đang ngồi nói chuyện nè. Em cho anh này đây, đó để cho anh đẹp trai nè. Anh Bằng mãi mãi đẹp trai. Quá đẹp trai luôn. Còn bên này thì có một đám xe rally. Được biết đám xe rally hôm nay có một tin buồn là một thành viên đã lũi vô núi đụng xe chết nha. Vì bữa nay ở đây Vegas này có mưa lớn nên là xe đã không được làm chủ tốc độ lũi vô núi đã đi rồi. Chia buồn cùng anh em rally Cali. Bữa nay mình đi lên limousine nha. Đó. Chiếc này là chiếc Lincoln. How you doing? Very good. All right. Going to Blasio? Yeah. Lên đây Ivy. Đây. Xin mời Hoàng Kim Khánh. Đó, limousine. Ôi trời. Ô tô cái xe dài thế nhỉ. We good. Bỏ nhạc lên không? Muốn nhạc gì không? Rồi ngồi đã không? Đông, ngán luôn. Rồi, đặc biệt limousine, đi cho biết thôi chứ còn cũng chả cái gì vui hết. Đồ ăn tối nay. Don't know when it's near, but there's a lot. Okay,
Sure. So I brought some lemons for the hot water. Okay. Cái này là bắp cải nguyên nguyên cây hả? Đúng rồi chị. Không phải bắp cải đâu, cái đấy là làm salad. Guacamole, chicken tender. Oh, wow. Steak. General show. Tôm nữa nè. Quá bịch đã được rồi đi. Sau khi ăn thì mọi người đi ngủ hết rồi. Chỉ còn có mỗi mình nè. À, đây là cảnh quan của thành phố vào ban đêm đó. Bây giờ cũng là 2 giờ mấy sáng này. À, Long cũng chưa quen giờ lắm nha. À, qua đây được 3 ngày rồi nhưng mà ngày thứ tư rồi cũng còn cảm thấy giống như là chưa quen giờ lắm. Với lại mình cũng đi chơi cho nên là lúc nào mệt thì ngủ chứ mình không có cố gắng thức để mà làm gì. Thôi thì hôm nay cũng đi mua sắm đầy đủ hết rồi. Có lẽ là anh em sẽ thẳng tiến về Ohio luôn. Tại vì Bentley cũng sắp vô học rồi. Để về cho cháu nó quen giờ giấc với lại chương trình học để bắt đầu cho một năm học mới nha. Xong rồi về thì cho Mai Khánh sẽ đi chơi tiếp tục. Đưa Mai Khánh đi qua bên thành phố New York. Sau đó là sẽ có những cái chương trình tiếp theo. Đến đi đến đâu thì mình sẽ cho mọi người biết và sẽ gửi những cái video hay và vui. Tuy không dài nhưng mà mình dành những cái thời gian khoảnh khắc bên bạn bè và người thân để gửi đến với mọi người nha. Với lại lưu lại đây để trong tương lai này mà xem lại nhìn lại. Khuya rồi. Ở đây là sau lưng nè. Lầu 32 nhìn xuống thì nó như vậy. Thành phố như vậy, nhìn vậy làm sao mà muốn ngủ được. Nó lúc nào cũng vui nhộn. Xe cộ là chạy tung tăng ở dưới kìa, thấy không? Giờ nào cũng vậy đó, 24 cho 24 luôn đó. Lâu lâu nghe tiếng bô kéo đồ này nọ, nghe là đã đời. Thôi Long xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye, đi ngủ nha.